Tại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Thì giờ bắt một cặp thái đen dòng ngồi ha, cho anh trai ở bên xe Củ Chi nè. Đây một cặp trắng với một cặp xanh ha. Hồi bữa gửi anh cặp xanh lá rồi phải. Bây giờ gửi anh cặp xanh dương đi. Đó. Còn ít cườm với con nhiều cườm ha. Thường thường cặp nó cứ vậy anh em, như cặp trắng nó vậy, con nhiều cườm mà. Nhưng con ít cườm mà, không bao giờ nó đều cườm với nhau hết. Mà thường thường là con nào cườm nhiều trước là đa phần con mái. Bây giờ bắt ha, chân cẳng ok. Rồi, cuối cùng cũng xong ha. Hai con. Tôi có mấy con tơ trống nè, mấy con này thì chưa xác định được nhưng mà trong AV nó gù rồi, gù nó cự ha, giờ cứ kè vô dở cánh hay đó dữ lắm mà chưa gù nhiều, nó không dữ. Rất đẹp chim ha, bự con. Rồi anh em nào thích hàng này thì ưu tiên luôn, ưu đãi luôn, cũng 2,5 triệu thôi ha. Con này dòng thổ tốt ha, cho anh em về tập chơi ha, 2,5 triệu anh em. Mấy con này giờ kè bo mầm đây cỡ 8-9 con nữa mà nó cứ lên từ từ chứ xích trần lâu lên nha anh em, không phải con nào xích là chơi liền đó. Kè cho bo phát anh em coi chơi ha. Nay chiều chủ nhật rồi, mai lại thứ hai đi làm rồi nha. Gù cái con kia nó rép luôn thôi, chim non mới lên từ từ lên là đâu chịu, nhìn quá khủng luôn, bộ khủng khủng luôn. À, thôi thôi bây giờ em cũng tranh thủ đi ha, tại vì bây giờ đi cũng còn xuống gửi vì cũng chi gửi chuyến cuối ha. Đó. Gửi chuyến cuối nên là giờ đi để gửi rồi, tranh thủ đi ship luôn. Rồi, chúc anh em ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc nha. Xem clip nhớ cho em xin một like và một đăng ký kênh nha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Bye bye.